Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng bác một số mẫu máy ngang bình dân bên doanh trưởng Fishing còn hàng các bác nhé. Đây là các mẫu máy cho anh em tập chơi, tập câu lua nhé. Ở đây thì em còn 3 mẫu, gồm có một con máy hàng bãi nhé, hàng bãi nội địa Nhật này, và hai con hàng bình dân tay trái nha, máy ngang tay trái. Thì đầu tiên em có con bãi này. Đấy, con bãi này là con Ryobi nhá, Ryobi Super Catcher này. Con này là Ryobi Super Catcher 80. Đấy. Catcher 80 này. Đã vào sẵn dù Pitbull nhé, đã vào sẵn dù Pitbull này, này dù Pitbull này, rồi Shimano Pitbull. Thông số và dây là 1.5 vào được 180m, 2 chấm vào được 120m và 3 chấm vào được 80m các bác nhá. Con này là tay phải nhé, tay phải giá là 300, con này giá là 320.000 nhé, 320.000 nhé. Đấy. Con này thì lúc mua bên Nhật này, lúc mua bên Nhật mua hàng cũ, hàng lướt này là 1.800 yên, và cái thời điểm đó là giá yên là 220 thì nó rơi vào khoảng 400 ạ, 400 cộng chi phí về nữa nó rơi vào khoảng 650-700. 650-700 chưa có dù nhé. Về lại vào dù Pitbull này. Đấy. Giờ bán 320. Đấy. Bác nào có nhu cầu alo, em chỉ có một con duy nhất nhé. Con này thì con chạy của nó là sứ đá màu tím nhé, sứ đá màu tím này, sứ đá màu tím này. Tay quay bên tay phải này. Đấy, anh em này. Tiếng kêu rất đặc trưng của dòng máy ngang Nhật, mà những mẫu mini nhon này anh em này, rất là nhỏ. Bên này là điều chỉnh lô này, điều chỉnh cái lô độ mở và độ ăn ma sát của cái lô bên trong này. Đây, mở rồi. Đấy. Tiếp đến là nó có khóa đây, đây là khóa gạt này. Đấy. Anh em gạt này, đấy. Anh em gạt thì lô nó chạy ra này, đấy. Xoay vào thì nó đóng lại này. Trên này là khóa máy này, khóa máy này, on up anh em này. Đấy, đây up này, up gần như máy anh em quay nó rất là dít luôn, nó cái chế độ khóa máy mà. Đây. On này. Đấy, máy thì vận hành êm mượt các bác nhá, máy vận hành êm mượt nhé. Khóa đác của nó. Đấy, mượt mà. Nếu bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Con này là hàng nội địa nha em này. Made in Japan này. Made in Japan này. Đấy, made in Japan. Con này trước này em để chơi các bạn, để em câu, nhưng mà giờ nó không có thời gian đi câu lua nữa thì em bán. Trước chi phí, tổng chi phí con này về là khoảng 650-700 anh em nhé. Bây giờ bán bằng nửa giá luôn, 320.000. Đấy, hàng Nhật nội địa luôn, hàng lướt, hàng bãi nhé. Đấy, hình thức thì còn khá đẹp, khá đẹp nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đấy, còn bên này, bên này thì em có mẫu Yomushi tay trái nhé, hàng bình dân thôi, khóa đác đây. Đấy, cái này điều chỉnh độ lỏng của cái lô cước nhé, lô cước này. Cái này là cái khóa ở bên tay này, điều chỉnh độ hãm của cái tay quay nhé. Đây, nó có một khóa nữa, 1, 2. Đây là cái đác này. Đấy.
Đây, cái đác để mở xả lô nhé. Thì con chạy của nó ở trên dòng máy Yumsi này thì nó là hợp kim nhé, hợp kim chống rỉ này, chống mài mòn này. Đấy. Con này sản xuất tại Manchil nhé. Mẫu này là mẫu LV2001 13 bearing, 13 bạc đạn. Đấy. 13 quên 13 vòng bi, 13 bi trên một bạc đạn, quên 13 bạc đạn. Em nói hơi nhầm nhá. 13 bi trên một bạc đạn. Đấy. Dành cho anh em tập chơi lua nhé. Dành cho anh em tập chơi lua, giá là 420.000 nhé. Giá 420.000. Giá bình dân. Các bác nào cần cả mẫu cần thì alo cho em nhé. Mẫu tay trái nhé, tay trái nhé. Đấy. Bác nào cần cả cần thì bên em đều có cần cả cho các bác nhé. Đây là máy không. Còn bên này con màu đen này thì là con KK201 nhé. 17+1 Bybring, 17 bi trên một bạc đạn nhé. Con này giá cũng là 420.000. Giá cũng là 420.000 nhé. 420.000. Con này thì màu đen nhé, màu đen. Đấy. Cũng như con LV201 màu cam kia. Thì con này cũng có khóa xả này. Đấy. Đấy, khóa xả dây trên lô máy này. Khóa núm khóa điều chỉnh độ ma sát của cái lô máy này và cái núm khóa điều chỉnh độ khỏe của cái tay quay này này. 1 2 3 khóa nhá. Con này cũng tay trái các bạn, tay trái nhá. Con này thì được cái là con chạy thì bằng sứ, cũng bằng sứ nhá. Đây bằng sứ đây anh em này. Đấy, bằng sứ. Con chạy bằng sứ nhá. 0,2 dây 0,2 mini vào được 120m, dây 0,3 mini vào được 100m nhé. Giá con này cũng đồng giá với con Yumsi màu cam. Đồng giá với con Yumsi màu cam là 420.000 nhé, 420.000. Đấy. Hai con này đều là máy mới nhé, tay trái cho các bác tập chơi, cho anh em tập chơi. Con thứ nhất có con này là hàng bãi thôi nhé, hàng bãi. Con này thì anh em nhìn chạy cước của nó này. Đấy. Đây là xích màu tím, xích này xích gọi là sứ đá, anh em biết rồi, cái sứ đá mà có màu ấy đa phần là loại tốt bác nhá. Loại rất tốt luôn. Tiếng kêu đặc trưng. Đấy. Bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Mẫu nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.